con mồi mình nha anh em. Đây mồi mình. Đây con mồi tiễn nha. Đây con thổ cấn sấm nha. Đây bên đây một con mồi nữa. Con mồi này là con son chuông nha. Đây là một con mồi, đây là con thổ chuông nha, cao quá quay không tới, thổ chuông. Đây là dàn chim chim tiễn của mình, để lại mình nuôi để coi sau này coi có con nào ok không, đừng để nói mấy con mồi này kia nha anh em. Nói chung bổi thuần thì còn nhiều lắm nè, bổi thuần còn nhiều lắm, nhưng mà đây nè, ok hết rồi. Mình chỉ tuyển ra một số nào thấy cảm thấy nó chắc chắn và ok rồi nên em mới quay lên chừng vài con gì đó để chia sẻ cho anh em vậy thôi, chứ nói chung là tới bây giờ là còn tới 50-60 con nữa. Một đây cũng là một con thổ nữa, thổ sấm nữa, cấn thôi chứ con này là không có tránh bằng, như không có tránh sấm như hơn con nãy. Đây là con thổ chuông nha. Con này đang rớt lông quá. Thổ đồng nha anh em. Con thổ đồng chim này, con này đang chốm nổi nha. Con đồng, con này là con đồng son nè. Con đồng son chim cũng đang chốm nổi nha. Con này là con thổ chuông. Thổ chuông con này liêu lở nha, chim cũng đang chốm nổi, thời điểm chốm nổi hết nha. Rồi, em chào tất cả anh em nha. Nay mà em cũng có một số bổi thuần được gần 2 tháng lòng rồi nha anh em. Chim mình thuần mình cảm thấy ok, rồi nay mình lên mình chia sẻ lại cho anh em. Anh em nào muốn cần để thực hiện đam mê, được một con sở hữu được một con mồi chuẩn hay chơi nước tiền hậu đồ này kia chuẩn ok, thì mình đây rồi. Nói chung em cũng đi đánh về cái số dưới này là chim bữa hổm đánh ở Kon Tum, là về em đầu tiên là em thường em để với Awi để chung vậy cho nó ăn uống và này kia, nó vững, nó chịu ăn đồ này kia vững rồi này kia em mới lên lòng. Nói chung là chim đánh ở mấy vùng rừng núi rồi này kia đó, có nhầm con nó gì à, nó còn bỏ lúa vô nó còn ngơ ngác, nó không biết ăn lúa luôn anh em. Nên mình phải thường gì để cho nó cảm thấy con nào nó ăn ổn này kia rồi mình mới lên lòng là cho chừng nào mà tới, chừng nào mình em thấy chim mà nó chịu đứng lòng kêu hoặc rái rù đứng không nhoi yên tĩnh đàng hoàng hết rồi em mới lên đây chia sẻ cho anh em nha. Đây em giờ em quay cũng cận cảnh từng con cho anh em tham khảo và ưng con nào thì anh em alo em nha. Đây là con số 1 nha anh em. Chim thì nói chung là từ nước tiền nước hậu này kia là mình phải đánh, em đánh là em chọn tiễn đồ này kia ngoài tàn là chim thấy cảm thấy nó vừa ok, rồi em về em thừng thấy chim có thể là khả năng nuôi được ok em mới đăng lên để chia sẻ cho anh em, chứ không có để cho anh em những cái con bắt những con nào gì mà vừa tốn tiền mà lại phí công để nuôi đổ cứt đổ lúa nó, rồi tới sau này nó lên mồi chơi nó chẳng ra được gì hết trơn, nhiều cái mình cũng quất ức lắm, ức chế nha anh em. Đây con số 2 anh em. Đây con số 2. Đây con số 3. Con số 3 này là hình khủng luôn. Số 3 này là chim rất đẹp chuẩn. Con số 3 này là nó gù trộm rất nhiều luôn rồi này nha anh em. Tướng chim thì khỏi bàn luôn, rất lớn con. Con này là nó gù trộm rất nhiều. Nhưng mà nói em cũng nói với chung với anh em là chim này á, là nó rù, nhưng mà nó mình
có mình thì nó nhát, nó không giống gù, nó tự là cái, nói chung là chim nó cũng, nó thuần này chỉ là thuần để dạng lòng thôi, chứ nó chưa có thể là dạng như mồi của mình. Mà khi nó gù mà mình chỉ lén lúc để mình quay nó thôi, chứ nó thấy mình trực tiếp là nó không dám nha anh em. Đây con số 3 nha anh em. Đây con số 4. Con số 4 này là nó xuyên miệng lắm nha. Không, từ hồi bữa thần tới giờ là con này nó kêu rất nhiều luôn. Chim thì nói chung là mình chọn thì tướng tá đồ này kia vừa, và từ nước chơi đồ này kia thì anh em cứ bắt về nuôi yên tâm. Em dám bảo đảm anh em, nếu mà nuôi đúng cách và thần đồ ăn uống đồ đầy đủ, chim là dám bảo đảm với anh em là từ 4 tháng đến 6 tháng là chim nổi lên hết, cứng ngắc luôn nha anh em. Đây con số 5 là con đôi rồng nha. Anh em nào thích nó là con thổ chuông mà đôi rồng, anh em nào thích thì ưng thì bắt con số 5 này về nuôi, rất lẹ miệng và nó siêng lắm. Đây con số 5 nha anh em. Đó, anh em coi tướng chim đi. Chim thì nói chung là từ cái tướng tá đồ này kia là em lựa xuống là phải chuẩn đàng hoàng, với chim có tố chất là phải nhanh nổi này kia, về để em mới chia sẻ cho anh em nha. Đây con số 6 nha anh em. Đây con số 6 cao quá, quay không được, quay không có sát lại được, anh em coi tham khảo. Đây con số 6. Đây con số 7 nha anh em. Số 7 này rất lớn chim luôn. Số 7 này chim đẹp lắm. Chim này là, nói chung là cái con như này, con số 5, con số 5 với số 7 này là nuôi lâu dữ. Con số 5, số 7 này là thuần lâu dữ rồi. Chim này siêng kêu lắm. Con số 8 nha anh em. Con số 8 mà con này là nó có một cái, nó là anh em nào thích chim mà có ngoại hình lạ thì bắt con này về nuôi. Con này có cái là nó là cánh chéo nha. Con này là cánh chéo lật ngửa, nước chơi á thì khỏi bàn luôn. Đó, anh em coi cánh nó đi. Đó, đó, nó là cánh chéo nha. Đó, nó là. Đó, đó. Cánh nó là lúc nào cũng vậy, chéo dãnh ngược lên vậy đó. Con này con thổ khoa. Âm giọng rất tốt nha. Mình treo ở trong này tách riêng mấy con mồi ra mà nó gái rất xiên, nằm thuốc chỉ đồ nhiều lắm nha. Con số 9 con này là con ức trẻ nha anh em. Ức nó trẻ là từ ở trên cái bầu diều mà trẻ dài xuống tới đít luôn á, ức trẻ nha. Và con này là con đồng son, và cái nước chơi của nó thì rất chuẩn và tốt, ok nha anh em. Cái điện thoại quay mờ quá không thấy. Chung là chim này nó, những con nào mà em thấy nó thuần và có tố chất, nó dạng đồ này kia đó, nên em không có cắt đuôi, em để nguyên đuôi luôn nha anh em. Còn con nào mà em lên lòng mà em thấy cảm thấy nó nhoi quá là em mới cắt đuôi. Mà nói chung là anh em nuôi chim thì phải đa phần là cắt đuôi, biết chưa, cái đuôi nó quẹt quẹt ở sau, nó nhột nhạt, nó là con chim nó cũng chậm kêu nên nó ít nổi lắm. Nên cắt cái đuôi nó gọn thì con chim nó nhanh kêu hơn. Nhưng mà những con này thấy hình, một là hình nó đẹp, với hai nữa là nó dạng, nó không có nhoi nè, rồi nên em mới để đuôi nha. Em để đuôi là những con nào mà có tố chất dạng mới để đuôi được, chứ cái con nào mà kiểu nó nhoi quá trời là để đuôi nó gãy vài ba bữa, nó gãy hết cũng xấu quắc nè nha anh em ơi. Còn đây là bổi thuần nha anh em. Bổi mình đánh về mình thuần đây nè. Còn con đứng ngoài này nè, con đứng ngoài này là con ma lai nha. Con này là con ma lai, mà không biết chuyến này sao mà ép sao mà hai trứng mà nó nở ra được có một con, còn trứng kia nó hư, nở ra một con một, mà con một nên mình cũng chưa biết khẳng định chống máy nên không có chia cho anh em nào hết, cứ để đại nữa. Còn con này thì nó gần 4 tháng mấy, 5 tháng rồi, mình dục đại đi cho nó đánh đập với mấy con bổi này, coi con nào có tố chất gù lại thì mình lên lòng thôi, chứ nói chung là giờ nó mà nó lên lòng là bữa hổm lên lòng thử là nó nằm nó giật dĩ suốt ngày luôn nha anh em. Ma lai nè, này được có một con một để hoài. Còn bên đây là bổi mới đánh vậy.
Thì em cũng nói với anh em, nếu anh em nào mà có tin tưởng, tin tưởng bên em mà ủng hộ bên kênh Q69 để em chia sẻ đam mê đó, thì anh em nếu có tin tưởng thì vô anh em tham khảo coi chốt chim thì chuyển khoản cho em rồi em mới gửi chim được. Chứ nhiều anh em vô cái nhiều anh em vô hỏi chưa nhận chim mà làm sao mà đưa tiền. Cái đó là nói chung là em cũng nói thẳng với anh em là em cũng đây là chia sẻ đam mê với anh em, chứ em cũng không có lợi dụng mà tới một gạt anh em mà đôi 300.000 này kia, nó cũng không có sống, cũng không có sống đời, không có làm giàu làm có gì đối với em đâu. Nhưng mà anh em cũng thông cảm con cái em, đây là em không có giao dịch thu hộ với nhà xe nên á, nhà xe nó không có thu hộ tiền cho dùm cho em. Nên nếu anh em nào ưng chim, ưng con nào thì chuyển khoản cho em báo giá cho đồng ý giá đồ này kia thì chuyển khoản cho em, rồi cho địa chỉ nhận, em sẽ gửi chim tới cho anh em. Em cam đoan với anh em chọn chim nào, con nào, tố chất chơi như thế nào, mình gửi đúng chính xác 100% chim cho anh em. Còn chim mà cái dạng tầm trung thì giá nói chung là em bán chia sẻ cho anh em á, chim nào thì tiền nào của nấy, mà anh em chơi thì em cũng biết, anh em nhiều anh em muốn cần con bổi quýt đỉnh nước tiền nước hậu đặng ok thì giá nó phải khác nha anh em. Giá nó nói chung là phải từ, nếu anh em muốn chim mà chơi tới sau này lên mồi đạt xuất sắc, phải cái nước chơi phải từ ngang ngửa với Malai hay là nước tiền nước hậu đồ đặng ok hết, 4 triệu ăn lên. Em mới có chia sẻ cho anh em là bao anh em về tới sau rồi nước chơi và âm giọng của nó rất chuẩn tốt. Đây là con thổ đánh tốt giữ trời lắm mà hổng gà em chưa lên lòng. Con thổ âm giọng rất tốt luôn, có kèm ra bài tốt giữ trời lắm. Con này á, em đánh mấy kèo trước nó chặn rồi á, kèo sau em bị gì nói chung nó chặn quá, em mới đưa con cây lên, đường cây lên bắt nó nên nó về, nên cây á thì nó về nó ra bài rồi nó ra bài rồi nó đảo vòng nó mới làm được mấy sạc rồi nó nhảy vô cầu tử dính luôn. Em rút dây rút để riêng để làm dấu cho biết, hổm gà về đây cũng đâu 4-5 ngày nay là dục vô AV này nè, thấy con Malai đây đập nó mà nó khự lại nó kênh lại đó, nó chịu rù luôn.